Đây là một ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp rất khó. Cơ hội sống của bệnh nhân chỉ còn khoảng 10 đến 20%. Trong khi đó, thời gian vàng để các bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thực hiện các kỹ thuật can thiệp chỉ còn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân nhập viện trong một tình trạng rất là nguy kịch. Bệnh nhân sốc, choáng tim, không có huyết áp, nhịp tim thì rối loạn, block AV độ 3. Bệnh nhân đau ngực được 4 tiếng đồng hồ thì vô viện. Những trường hợp này thường thường thì chuyển tuyến trên thì rất là khó, bởi vì tình trạng bệnh nhân rất là nặng, bệnh nhân đang sốc nặng, không có huyết áp, nên việc chuyển tuyến trên thì hầu như là không có khả thi. Bệnh nhân có thể tử vong đột ngột giữa đường. Ca này thành công thì cả ekip đều rất mừng. Mặc dù đã đặt stent mạch vành thành công cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên đội ngũ y bác sĩ của khoa tim mạch đưa ra hội chẩn nhanh và tiến hành thực hiện can thiệp khẩn cấp cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ trực tiếp cầm tay chỉ việc từ các bác sĩ tuyến trên. Các biện pháp cấp cứu bằng thuốc đã dùng hết cỡ rồi, không giải quyết được. Chỉ có một cách là tái thông mạch vành cho họ thì mới cứu sống được. Thì cũng rất là quyết đoán và rất là cố gắng. Với cái phương án kỹ lưỡng đã chuẩn bị từ nhiều năm rồi, thì chúng tôi cũng đã làm thành công cái ca. Vâng, thành công một cái ca đó thì cảm nhận của bác sĩ như thế nào? Chả riêng tôi, cả ban giám đốc cũng như là ekip đêm qua là hồi hộp đến sáng luôn. Thực sự như lần đầu tiên mình tự làm một ca cứu sống bệnh nhân một cách tại chỗ với cái dụng cụ mà hoàn toàn bệnh nhân không mất một đồng nào. Chúng tôi đi xin, chúng tôi ủng hộ chỗ này chỗ kia. Thực sự trị giá cũng nhiều tiền đấy. Ca qua mà làm chắc khoảng 7-80 triệu rồi. Chăm sóc mẹ sau một cuộc đại phẫu thuật, chị Siêu Hen, con gái của bệnh nhân, vẫn còn rất xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình quá nghèo, sẽ không thể đủ chi phí để điều trị cho mẹ. Trong khi cơ hội sống của bà chỉ được tính bằng phút. Thì nó cứu mẹ tôi, giờ mẹ tôi nó sống lại, mình múc đống tiền mình không có luôn, tội cho mẹ mình lắm, là mừng, rất là vui. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Hôm qua bác sĩ nó giúp mẹ tôi, bác sĩ không giúp mẹ tôi chết rồi. Qua trường hợp của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nói trên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi xuất hiện các cơn đau bất thường như tức ngực, khó thở một cách đột ngột cần lập tức đến bệnh viện để được thăm khám. Tuyệt đối các bệnh nhân không được tự ý bỏ thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ.